quá khứ, lịch sử quá khứ, tại vì có nhiều người cứ đưa ra cứ muốn tìm cách đổi lịch sử, Dạ. sau đó mình cứ phải lặp đi lặp lại. Nhưng mà không lẽ giờ họ cứ nói mà mình giờ mình không nói nữa thì thành ra họ sẽ làm tiêm nhiễm những người mà họ chưa biết, những người dưới giới trẻ nó chưa biết. Thì nói ví dụ như cái Việt Nam Cộng Hòa với Mỹ ngày xưa cũng bắt chước miền Bắc với lại mặt trận giải phóng miền Nam là ưa cũng bắt chước tuyên truyền, cái này anh nói rồi. Tại vì miền Bắc với lại mặt trận giải phóng miền Nam họ cho cái tuyên truyền đó là một cái gì ta, một cái phương pháp đấu tranh, cũng như là đấu tranh võ trang, đấu tranh trên phương diện ngoại giao, thì đấu tranh tuyên truyền để Đúng đưa rồi, chính xác. để giải thích cho người dân như thế nào là họ Chính là xác. chính nghĩa. Đúng Nhưng đúng. mà miền Nam với Mỹ cũng bắt chước tuyên truyền, mà hậu duệ của miền Nam bây giờ vẫn còn sống lai rai đây nè, ở Mỹ hoặc ở Việt Nam này, họ cũng bắt chước, cứ cái vết chân sai lầm đó bắt chước tuyên truyền. Tuyên truyền là gì? Có nghĩa là xuyên tạc, bẻ lịch sử. À, thay vì á nói ra sự thật, nói cho đúng, thì họ tuyên truyền, cái tuyên truyền của họ là nói sai sự thật, nói không đúng, tất cả những gì họ nói sai bét, không đúng. Thành ra nó sẽ đi vào cái vết chân đó, nó đã sai thì nó sẽ không bao giờ thành công. Anh chỉ thấy buồn cười thôi, cũng Dạ. bắt chước tuyên truyền nhưng mà sẽ thất bại, Dạ. không bao giờ thành công được. Ví dụ Thì như nói là đúng người ta mới nghe chứ giờ nói tầm bậy sao nghe được. cứ nói tầm bậy hoài, nói tầm bậy mà nói như thật đó. Nói như thật và cứ nói giống như là làm như là không ai biết lịch sử. Anh chưa bao giờ nói anh là sử gia gì kia. Anh nói thật đó là cái hồi anh mới sang Mỹ 10 năm đầu, anh có những thành kiến không tốt về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà sau đó anh đặt cái câu hỏi cho chính anh. Anh nói chứ có cái gì đó mà mình không biết. Lúc đó anh còn trẻ thì anh đi tìm hiểu. Và anh cứ càng tìm hiểu lịch sử thì anh thấy lịch sử mình hay, nó oai hùng. Và dần dần anh thấy ra được bức tranh trắng đen. Mà trắng trắng đen đó nó rõ ràng, không có màu xám trong này, mà nó trắng và đen. Và anh thấy chính nghĩa là thuộc về ai thì em đã biết rồi. Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ không có chính nghĩa. Mình đừng có đặt câu hỏi là ngày xưa nếu mà Việt Nam Cộng Hòa, nếu thế này, nếu thế kia thì Bây giờ mày cầm 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 súng vô nước người ta bắn chết dân người ta, thả bom chết dân người ta mà chính nghĩa cái chỗ nào nữa, còn chỗ cho đến nào bây nữa. giờ họ cũng sai đó. Họ cũng vẫn xúi giục người dân, gọi là bạo động, giết người này kia, họ vẫn sai. Nói chung là Việt Nam, nếu cái chữ nếu đã lịch sử đã qua rồi, mình dùng chữ nếu, mà các anh muốn dùng chữ nếu là ông Diệm làm thế này, ông Diệm làm thế kia, nếu mà ông Diệm có làm như thế cũng chả thắng được. Biết tại sao không? Theo quan điểm của anh đó, ông Diệm có làm tốt hơn, Mỹ làm có tốt hơn, cuối cùng cũng vẫn thất bại, là tại vì chính chính thể Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ không có chính nghĩa, không có chính nghĩa, Đúng không bao rồi. giờ thắng được. Cái cuối cùng mà nói là chính nghĩa và vô nghĩa và không phi chính nghĩa, Lâu quá thì gặp thầy Dương, khỏe không Dương? Dạo này sao rồi, có đi spa thường xuyên không? Rồi miền Bắc anh cứ trình bày đi nha anh, em ra ngoài em pha nước cái nha anh. Em ra ngoài em pha nước trình bày giùm em. pha nước mà có nghe anh nói không, hay là pha nước hay xả nước? Pha nước không có nghe đâu, tại em ra Pha ngoài nước. mà chừng hai ba phút Ok. xong rồi đã. Anh cứ nói cho mấy bạn đây nghe nha. Ok, thì anh nói là Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ không có chính nghĩa. Cái gì không có chính nghĩa thì cuối cùng sẽ thất bại. Nó rất đơn giản. Mình định nghĩa chính nghĩa mà không chính nghĩa là gì? Chính nghĩa, anh phi chính nghĩa là anh xâm lăng. Anh xâm lăng, anh lấy miền Nam ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì anh phi nghĩa rồi. Thì cuối cuộc chiến tranh này nó kéo 30 năm hay là nó kể kéo 100 năm nữa, cuối cùng anh sẽ thua. Không thể nào anh thắng được. Ok. Rồi lại lan man cái vấn đề mà cũ rích. Ví dụ như chính thể Ngô Đình Diệm có những cái chiến dịch rất là hay, ấp chiến lược, cái kế hoạch hoặc là
cái phương pháp giáp chiến lược lịch sử đã chứng minh là nó là một cái phương pháp thất bại, mà cái đó cũng chẳng phải của Ngô Đình Diệm, cái đó của Ngô Đình Nhu, chỉ là che mắt Mỹ thôi, dùng cái đó đưa cái đó ra để lấy viện trợ của Mỹ thôi. Khi mà Mỹ sang kiểm soát ấy, thì thấy có cái gì đó không ổn rồi, Mỹ nó đã thấy không ổn ngay từ lúc đó. Con người Việt Nam mình, như là mình đã nói hôm qua hay lần kia vậy rồi, con người Việt Nam mình họ quen sống lại gần đất vườn mồ mả của ông bà của họ, và tự nhiên cái lập ra các chiến lược kéo dân vào trong đó buổi tối, trong buổi sáng lại thả họ ra, nghe là thấy là không thể nào cái kế hoạch đó mà thành công được hết, và lịch sử đã chứng minh nó thất bại. Mà bây giờ mình ngồi đây lại nói chứ nếu cái đó là rất là hay, cái đó rất là dở, cái đó đã thất bại, please stop, cái đó cho nó qua quá khứ đi, nó không có thành công nữa, ok. Rồi người nông thôn đổ thừa họ là thất học, thiếu hiểu biết, cái vấn đề yêu nước nó không liên hệ đến cái trình độ học vấn, cái lòng yêu nước không đo được. Anh có thể có học vấn mà cỡ nào đi nữa, mà anh có cái đầu óc bán nước thì nó vẫn đâu. Cái nước Việt Nam mình không cần những người mà có trình độ học vấn cao. Thí dụ Ô Nhiễm đâu phải là không có học đâu, hay là Nguyễn Văn Thiệu cũng đâu phải là không có học đâu, rồi các người kế tiếp ví dụ Nguyễn Cao Kỳ cũng đâu phải là ít học đâu, rồi Trần Văn Lắm rồi lúng túng hết. Những người đó họ đâu có nào, anh em mình lên chém gió chuyện ông Nguyễn Cao Kỳ đi cô gái đi anh ha. Nhưng mà ông Nguyễn Cao Kỳ ấy, thì anh nói thật ấy, thì cuối cùng ấy, thì ông cũng có những cái tích cực, có tích cực là anh vẫn ok với ông đó. Ông qua đời rồi nhưng mà ông là phó tổng thống đúng không? Đặng Tiết Mai này đó. Mối tình Đặng Tiết Mai đồ. Ok, cho anh nói cái trước anh quên, trước khi cắt đứt mặt máu của anh. Ok, dạ. Thì cái ở nông thôn nó mình đổ thừa là những người đó là tại vì người ta là thiếu học cho nên người ta bị dễ bị tuyên truyền cộng sản, tuyên truyền Việt Nam Cộng Hòa cũng tuyên truyền vậy. Cái đó là em phản đối. Anh là sao mà ai mà đồng ý trong trong đây? Không thấy ai đồng ý. Em phản đối cái đó. Nếu mà bây giờ á, mình nói là ở nông thôn người ta ngu, người ta ở nông thôn người ta thiếu học, thì tại sao không về nông thôn dạy học cho người ta đi? Đúng không? Đúng rồi. Thì cứ về nông thôn dạy học cho người ta đi là bảo đảm là tao theo liền. Nên chỗ đó đừng có nói em lý do là tại nông thôn thiếu học. Duy à, anh đã nói rồi, Việt Nam Cộng Hòa hay là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa chỉ có giỏi đổ thừa thôi. Nói đổ thừa hết tất cả, đổ thừa ngay cả đổ thừa. Tại vì bên ở bên Việt Nam Cộng Hòa có ông tên Đỗ Phủ mà. Chắc cũng con cháu gì cũng đổ thừa. Đổ thừa nó thật á, là nào là đổ thừa mấy ông sư là có Việt Cộng nằm vùng. Cái đó cũ rồi, anh nghe rồi, nhưng mà thật ra tài liệu Mỹ thì cứ cho là có biết. Đi có sao đâu, đúng không? Cứ cho là có đi. Đúng, có là có sao đâu, không có sao hết. Nhưng còn, mà thật sự là không có. Ở phía Việt Nam Cộng Hòa là tôn giáo là chính trị cả nồi. Đời ông Diệm toàn là tôn giáo không. Nhưng mà Duy nó không có. Tại vì Mỹ nó đã nói nó chính cái tài liệu mà của nó, bí mật của nó đã bật Mỹ, nó nói không có một cái gì bằng chứng á, là cho thấy có sự liên kết giữa các ông sư tự thiêu hay là phản đối chính thể Ngô Đình Diệm liên hệ đến Việt Cộng, không có bằng chứng. Dạ. Không mà mấy người này họ lấy bằng chứng đâu hả? Hay là họ cứ ngồi họ phịa sự ra. Ok. Rồi đổ thừa là những người ở nông thôn họ thiếu học. Để nói nha, để nói cho nói này trước khi quên. Những người ở nông thôn rất là đáng thương, tại vì họ những cái họ bị mấy cái chiến dịch, thí dụ như cái chiến dịch gọi là gì ta? Không phải chiến dịch mà gọi là free, gọi là gì? Gọi là free one tạc chiến dịch, coi như là nãy có ai nói bạn quên rồi, có nghĩa là được quyền bắn tự do. Thành ra cứ những người nông thôn đó, nhiều khi họ đi ra đồng chiều họ về họ chỉ cần nhúc nhích thôi, nó thấy là bắn bừa bãi. Nói chung người nông thôn họ rất là khổ trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam, mà mình đại đa số sống thành phố mình không hiểu được mấy cái đó. Đến khi mà mình coi những tài liệu mình mới ôn lại lịch sử mình mới thấy được cái
của chính nhất Việt vậy, Nam. Vậy, người nông chút xíu thì Dương lên nói nha. Đó. Chút xíu thì Dương lên nói nha. Ok. Chứ thì Dương nói chắc anh xuống. Ok. Thì còn thêm Dương chưa đồng ý mà. Còn thêm một chiến dịch này nữa. Nó xin lỗi thì Dương đừng giận nha, thì Dương chả biết về lịch sử. Ok. Bây giờ anh nói còn có chiến dịch nữa mà nói chuyện khác được không sao đâu. Còn thêm một chiến dịch này nữa Duy, là nó gọi là body count. Body count là một cái chiến dịch của Mỹ ấy, là nó cứ giết vào cộng xong nó đếm xác. Nhưng mà trong cái số người chết đó đâu có ai kiểm chứng được ai là Việt cộng. Đúng rồi. Body count. Em thấy cũng đúng á. Thí dụ như cứ giết đại đi rồi nó là Việt cộng rồi đem về đánh lương ghê chết mẹ. Nó là một cái chiến dịch của Mỹ đó. Mấy lính Mỹ nó cầm đầu lâu nó quay đá banh nữa. Nó là một cái chiến dịch của Mỹ đấy, nó gọi là body count đấy. Nhưng mà cái chiến dịch này nó cũng là một cái chiến dịch vô cùng sai lầm mà người nông thôn mình á là phải chịu thiệt thòi, phải bị chết nhiều lắm. Chứ bây giờ mình ngồi đây á, mình lại quay cái ngón tay lại mình chỉ đổ thừa người nông dân là tại thiếu học. Cái yêu nước á, nó không liên, anh nói rồi, nó không liên hệ đến học vấn. Cái yêu nước là cái văn hóa của người con người. Văn hóa này á, là văn hóa người Việt Nam. Ok. Đó, chỉ có thấy là người ngoại quốc đó, vào Việt Nam rồi, và những hậu quả ảnh hưởng đến họ là họ đứng lên thôi. Lịch sử đã thôi, bây giờ nó xong rồi, bây giờ mình mấy người này cứ tìm cách bảo gọi là gì, ngụy biện cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa hay là chính thể này nó vẫn còn chính danh. Mấy người này sống trên cung trăng hả? Cái nó hòa đã đi vào dĩ vãng rồi. Yeah. Bây giờ nếu mà có một cái gì đó, anh giả tỵ chơi cho vui, nhưng mà cái giả tỵ nó không bao giờ xảy ra, sẽ không bao giờ xảy ra, ít nhất là trong cái cuộc đời anh sống hay là cuộc đời em sống. Thí dụ như có một cái gì đó mà nó thay đổi chính thể ở Việt Nam, thì Việt Nam Cộng Hòa cũng không có tới phiên đâu, không tới phiên ông đâu. Đúng không? Ý anh nói là không có phần trong này đâu. Cái sự chuyển biến của xã hội Việt Nam trong tương lai như thế nào chưa biết, nhưng mà cho dù có thay đổi thì người ta cũng không chọn Việt Nam. Trả tới phần, trả tới phiên mấy ông. Ông hay là trả tới phiên mấy hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Trả tới bao giờ tới phiên ông? Mấy ông có công trạng gì đâu mà mấy ông xí phần. Ok, Việt Nam Cộng Hòa ngay cả cái hồi cách đây 20 mấy 30 năm về trước đó, anh đã chia sẻ bạn anh nói nếu mà Cộng sản Việt Nam nó có sụp đổ hay là cái gì đó, thật ra nó không sụp đổ đâu, nó tự nó chuyển biến thôi, tự chuyển biến, có nghĩa là tự họ thay đổi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh suy nghĩ vậy, thì giờ nghĩ lại anh thấy anh cũng đúng. Tại vì họ tự họ thay đổi thôi. Chứ còn anh cứ mong họ sụp đổ để họ không bao giờ sụp đổ. Họ sẽ evolve, có nghĩa là họ chuyển biến. Ly dị. Không phải ly dị, evolve có nghĩa là... Có nghĩa là gì anh không biết cái gì. Evolve là... Họ chia rẽ ra đúng không? Tự chia ra rồi. Họ thích ứng. Rồi họ thay đổi để họ thích ứng. Mà rõ ràng họ đang chứng minh họ thay đổi chứ. Mà rất là thay tốt. Thay nhiều chứ. Thôi anh nói tới đây thì đại khái vậy đi. Chờ là yếu sinh lý 5 phút. Dạ rồi, dạ cảm ơn cho, anh. Cho mấy anh khác lên. Ok, cảm ơn. Bye mọi người. Thôi tôi đi học lực Na Uy tiếp đi. Học làm gì trời ơi. Lên đây chơi này học làm gì. Lâu ngày không gặp không chào hỏi nhau câu nào hết trơn. Cứ đi học hoài trời.